mẹ nó với mấy đứa nhỏ có cái gì ăn không? Bày ra đây coi, đói rồi. Mẹ nói á là cha học nghề, cha mới được ăn. Cha con là bậc thầy mà, tại sao phải học nghề hả con? Hôm nay cha đi làm thầy được ít tiền, bây giờ mang tiền về thì có được ăn không nè? Làm thầy? Thầy vui hay là thầy gì mà ra tiền? Bà không biết cái gì hết. Hôm nay tôi vô miễu, thần hiện ra cho tôi lá bùa ước, hễ ai mất cái gì tôi lấy ra ước là tìm được liền. Thì hả cha? Ở Thế đâu vậy cha? Gì nữa đây? Không lo làm ăn rồi bày đặt cho chúng chửi nữa đi. tôi mới tìm được trâu lạc của phú ông kìa. Đây nè, ổng trả tiền công cho tôi. Bà không tin, bà qua bà hỏi ổng có phải không. Trời ơi, kiếm trâu cho phú ông? Ừ, không tin chứ gì. Bây giờ bà cầm tiền này qua hỏi ổng có phải ổng mới đưa cho tôi không. Giờ mặt này là chưa có tin nè, bây giờ thử luôn. Mấy mẹ con bà có mất cái gì không? Nói, tìm cho. Có cái thân của tôi nè. Không tin đúng không? Thôi được rồi, theo tôi nghĩ là mẹ con bà mới giấu đồ ăn của tôi phải không? Đúng không? Cha biết thiệt hả cha? Con đố cha biết á, mẹ kêu con giấu ở đâu? Trời Ôi, cha hay thiệt. Sao không biết hay quá vậy? Nè, từ bây giờ bà bỏ cái tật coi thường chồng đi nghe chưa. Tiền đó cầm mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ đi. Trời ơi mình ơi, vậy là nãy giờ mình nói thiệt đó hả mình? Ủa chứ không nói thiệt là tiền này đâu ra? Trời ơi, mình khá rồi mình ơi. Hễ ai á mà mất thứ gì, mình đi kiếm cho người ta, mình lấy tiền công, mình sống khỏe re luôn á. À, hay là mình treo bảng, mình nhận kiếm đâu lạc. Thôi dẹp, dẹp, dẹp. Ủa cái gì treo bảng? Hữu xạ tự nhiên hư, người ta tự biết sẽ tự đi thỉnh tôi, hiểu chưa? Tôi có phải thợ thuyền gì đâu mà treo bảng. Dẹp, dẹp. Nhưng mà mình cũng phải nói cho người ta mới biết mà người ta tìm mình chứ. Chưa cần thiết lắm đâu.